Nghệ nhân Nguyễn Trung Thành ở thôn Phi Liệt, Văn Giang, Hưng Yên đang tất bật chăm sóc vườn quýt lục bình để chuẩn bị bán ra thị trường đáp ứng nhu cầu chơi Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Dòng cây này thì nói cũng như mọi cây khác, dòng cây này nó khi dòng cây phôi ấy, thì vẫn như các cái cây lùm khác, nhưng mà sau khi mà dòng thì chọn được những cái cây là nó phải có thế, có gốc nó đẹp, rồi cành nó đẹp thì mới gọi được. Chứ cũng bao nhiêu mấy trăm cây mới chỉ chọn được hơn 30 cây thôi, chứ cũng không phải cây nào cũng gọi được lục bình. Nó còn phải nhiều yếu tố, một là phải có quả, sai quả, rồi cành nó phải là dài đẹp, gốc đẹp thì mới gọi được lục bình. Chứ còn đấy cũng mấy trăm cây đó, nhà tôi 400-500 cây đấy, nhưng chỉ chọn được 30 cây thì gọi được thế, chứ không gọi được, không phải là cây nào cũng gọi được. Một cây quýt đủ điều kiện tạo thế phải là cây già từ 3 đến 5 năm, có tán rộng. Thời gian để tạo thế phải mất từ 4 đến 5 ngày mới làm xong một cây. Một cặp quýt lục bình cân đối về hình dáng, có quả vàng, quả xanh, móng, lá xanh mượt và nhiều lục non, có ý nghĩa thể hiện sự sinh sôi nảy nở, tài lộc trong năm mới. Trước đây chúng tôi làm là bán một đôi là khoảng 50 triệu. Nhưng mà giờ giá nó chỉ được khoảng 14-15 triệu, được 30 triệu một đôi thôi. Trước đây là 50 triệu một đôi, chúng tôi mới làm cách đây mấy năm mới là phải 50 triệu một đôi. Thế nhưng mà bây giờ dần dần rồi nó làm được nhiều thì nó giá nó lại phải hạ đi. Thế cái này thì cũng phải là những người người ta biết chơi người ta mới chơi, chứ không phải là chơi ồ ạt dân chơi. Cả vườn quýt lục bình năm nay của gia đình ông Thành có 30 cây. Mỗi cây quýt lục bình có chiều cao khoảng 3,5 mét và đường kính từ 1,2 mét, hình dáng cân đối giống trước lục bình, có phần cành lộc vươn lên trên cao. Huyện Văn Giang, Hưng Yên có hơn 60 hecta cây cảnh phục vụ chơi Tết. Bên cạnh những dáng quất cảnh truyền thống, người dân ở đây còn mở rộng diện tích trồng quất trong lọ lục bình, quất bonsai trồng trong chậu sứ hình con trâu